Xin mến chào quý cô bác anh chị tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Vâng, thưa quý cô bác anh chị thân mến, có bao giờ bạn nghĩ tại sao mình lại vất vả, tại sao mình gặp khó khăn hay tại sao mình đang phải ngược xuôi? Long đong lận đận, chắc chắn là có, chắc chắn từng có lúc bạn than thân trách phận, hận mệnh oán đời, tiếc thời thế không thông, vận may không thuận. Chắc chắn từng có lúc bạn thấy bất đắc chí hoặc mình bị lao vào vận hạn một cách vô lý, cái thì do mệnh số đẩy đưa, cái thì do người hại. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ bao nhiêu khó khăn mình gặp, có bao nhiêu phần là do mình tạo ra, chông gai và thử thách là những thứ mà không ai trong chúng ta là chưa từng trải qua trong cuộc đời. Bởi có lẽ cuộc sống này chẳng phải là toàn màu hồng, chẳng giống như những gì mà ta mong đợi. Khó khăn trong cuộc sống này là lúc mà chúng ta chứng tỏ bản thân và vươn lên số phận của chính mình. Thế nhưng, để vươn lên số phận thoát nghèo, thoát khổ, thì 7 phần cần phải có sự nỗ lực cố gắng, nhưng 3 phần còn lại phải dựa vào may mắn mà ông trời ban tặng cho từng người. Bởi thế cho nên mà ngày nay con người ta thường tìm đến tử vi để có thể đoán định được tương lai, cũng như đón lành tránh dữ, chuẩn bị cho một tương lai tốt đẹp hơn. Và trong chuyên mục tử vi 12 con giáp hàng tháng ngày hôm nay, chúng tôi xin cảnh báo về 3 hiểm họa tiềm ẩn trong vận trình tử vi tháng 11 âm năm 2023. Tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, chưa từng có ai tiết lộ và chỉ cần tránh 3 hiểm họa này, đảm bảo sẽ xoay chuyển được vận mệnh, biến hung thành cát, giàu to chúng lớn, đỏ hết phần thiên hạ. Quý vị có bất cứ câu hỏi nào về vận mệnh tài lộc của mình thì đừng ngại, hãy để lại ngày tháng năm sinh và giờ sinh trong phần bình luận ở dưới video để ban biên tập chương trình giải đáp cho quý tín chủ trong thời gian sớm nhất và hoàn toàn miễn phí nhé. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh để được cập nhật những video hay và hữu ích sớm nhất. Còn bây giờ không để quý cô bác anh chị chờ lâu hơn nữa, ngay sau đây là luận giải chi tiết. Cảnh báo 3 hiểm họa tiềm ẩn trong tháng 11 âm lịch, người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 tránh được là vượt nạn đắc lộc trúng lớn, siêu giàu có. Thưa anh chị Mậu Tuất thân mến, đã bao giờ bạn tự vấn bản thân hay nhìn thẳng vào sự thật rằng bạn thua là do bạn chưa đủ giỏi, rằng bạn lỡ thời cơ là do bạn chẳng đủ chăm? Đã bao giờ bạn đối diện với chính mình trong quá khứ, giận mình sẽ không có một kế hoạch chỉnh chu, tức mình sao không có một sự chi tiết tính toán trước sau trong từng lựa chọn? Chắc chắn là ít lắm, thường lảng tránh là bản năng, đổ tội là bản tính, mà nghĩ mình là nạn nhân của đời, của mình, là bản ngã của con người. Thực tế chúng ta sống trên đời, nhân vốn là cái gốc, rồi mới đến địa, rồi mới đến thiên, ta không quyết được thiên thời địa lợi nhân hòa, cái ta có thể quyết luôn chỉ là yếu tố nhân, tức con người mình. Nên lắm lúc bạn cần phải ngồi lại ngẫm về những gì mình đã trải qua, nhìn lại quãng đường mà mình đã đi, chấp nhận sự thắng, chấp nhận sự thua, tự vấn và sửa đổi, học hỏi để thoi dõi. Và ở thời điểm tư duy của bạn thay đổi, trình độ của bạn thêm nhiều, tư cách của bạn thêm vững mạnh, thì cũng mới là lúc bạn xứng đáng có được cơ hội để cuộc đời biến chuyển, giúp cuộc đời thăng hoa. Còn nếu cứ mãi ở đấy thì sẽ chẳng thể nào có được sự đổi thay chuyển mình. Hãy sống có niềm tin vào bản thân, có sửa đổi cầu tiến, cầu thị trong bản tâm, bản tính, thay vì để một ngày nào đó bắt đầu chuyển hy vọng, bạn có thể sốc lại tinh thần, tìm lại chiến binh bên trong mình, bắt đầu sự thay đổi ngay từ ngày hôm nay bạn nhé. Những lời này chưa chắc bạn đã cần khi bạn đang thông thuận, nhưng nếu bạn đang không thông thuận, có thể đó là điều bạn cần. Nhìn lại trong chính con người mình trước tiên, hãy nắm được bố cục của lá số tử vi tháng 11 âm dành cho tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958. Những người tuổi này thường là những người rất tốt bụng, họ luôn nghĩ cho người khác hơn là nghĩ cho bản thân. Họ là những người vị tha, luôn sẵn sàng che chở, an ủi, động viên người khác. Tính cách gắn liền với người tuổi Mậu Tuất là sự thẳng thắn, trung thực, công bằng, hào hiệp, dũng cảm, cần cù, hiếu học, có tinh thần cộng đồng cao, luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân, không chú trọng đến tiền bạc nhưng lại có năng lực kiếm tiền. Họ không phải là người theo chủ nghĩa thực dụng, vật chất. Họ luôn dung hòa được hai sự việc, sự vật mâu thuẫn đối lập nhau. Trong bất kỳ việc gì, họ vẫn vừa có thể thực hiện lý tưởng, vừa có thể thu hoạch những lợi ích vật chất. Đôi khi ở khía cạnh tiêu cực, họ là những người khá bảo thủ, hay cả thẹn, hay nhúng mũi vào chuyện của người khác. Tuy nhiên, những đức tính này chỉ là phần phụ, cái chính là sự hào phóng tốt bụng, hay quan tâm giúp đỡ người khác ở họ. Khi có việc xung đột mâu thuẫn, họ thường có thái độ muốn giải quyết vấn đề chứ không hận thù. Họ cũng là người khá đa nghi, nhưng sẽ không tùy ý phê phán mà không có căn cứ vững chắc. Người sinh năm Mậu Tuất nói chung là người chính trực, giàu lòng chính nghĩa. Họ là người trượng nghĩa, ngay thẳng, chân thành, không cố làm ra vẻ ta đây. Rất thích bênh vực kẻ yếu, tự nguyện nghe người khác tâm sự, sẵn sàng chia sẻ nỗi buồn với họ. Vì thế người tuổi này biết cách sống hòa mình với mọi người, trên tất cả mọi thứ.
Những người tuổi Mậu Tuất thường rất quan tâm đến gia đình và những người thân yêu của họ. Đối với họ, đó là thứ tài sản quý giá nhất trên cả tiền bạc, quyền lực và danh tiếng. Những người này vốn là những người thiên về sự truyền thống, điều này thể hiện qua phong cách sống và cách bày trí nhà cửa của họ. Nội thất và trang trí trong nhà của họ thường cổ xưa, cho ta một cảm giác hoài cổ. Mọi thứ trong nhà đều gọn gàng, ngăn nắp nhưng vẫn giữ được sự thoải mái dễ chịu. Những người tuổi Mậu Tuất sinh ban đêm thích khiêu khích hơn những người sinh ban ngày, rất dễ xung đột với người khác. Những người sinh bất cứ mùa nào trong năm Mậu Tuất đều có cuộc sống thuận lợi, cả đời không phải lo chuyện ăn mặc. Phụ nữ tuổi Mậu Tuất có năng lực tư duy thông minh, hoạt bát, họ thích các hoạt động xã hội, họ đối đãi nhiệt tình, luôn quan tâm đến người khác, hy sinh lợi ích của mình cho lợi ích chung. Trong chuyện tình cảm, họ thường hay e dè, phải mất một thời gian dài, họ mới có thể tự tin để bày tỏ tình cảm của mình. Đối với người yêu, họ là những người dịu dàng, tốt bụng, thích che chở, chiều chuộng và làm hài lòng người yêu, giúp người vì trượng nghĩa, đấu tranh vì công bằng, trung thực với bạn bè, vui vẻ giúp đỡ người khác. Những ưu điểm này giúp họ dễ dàng có được lòng ái mộ của phụ nữ, đặc biệt là tính cách trung thành hay giúp đỡ người khác mà không hề sợ hy sinh lợi ích bản thân, lại càng thu hút sự yêu mến chân thành của các cô gái, nhất là các cô gái có địa vị, bởi những cô gái này luôn muốn tìm kiếm một gia đình hòa thuận, không còn nghi ngờ gì nữa, họ là những người lý tưởng để tạo nên một gia đình lý tưởng. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện người tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, trong tháng 11 âm lịch năm 2023. Tháng 11 âm lịch là tháng Giáp Tý, nguyệt lệnh là tiết khí đại tiết và đông chí, tương xứng với thiên can, giáp thổ và địa chi, tý thủy, tiết đại tuyết đánh dấu thời điểm bước sang tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tháng Giáp Tý, ứng với kinh dịch tháng này là quẻ phục, trong quẻ có một hào dương ở dưới, cùng miêu tả trạng thái âm khí cực thịnh, sẽ sinh dương khí. Dương khí mới sinh ra có sức phát triển mạnh mẽ và hứa hẹn đến những thời điểm tốt đẹp hơn về sau. Hơn nữa, bản chất của tiết đông chí chính là sự thay đổi của áp suất trong khí quyển. Trong thời điểm tiết đông chí, vì là thời điểm lạnh nhất trong năm, nên các loại động vật, thực vật và con người đều ở trạng thái thu hẹp, ít tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Về phương diện sự nghiệp, tử vi tháng 11 âm lịch, vất vả ngược xuôi nhưng có nguồn thu rủng rỉnh để bù đắp. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, ảnh hưởng của dịch mã nên dự báo thời gian này bản mệnh khá vất vả, nhiều người phải đi công tác, di chuyển thường xuyên, vì lý do công việc, có thể thấy lịch trình thời gian cuối năm khá kín, bản mệnh ít có thời gian để nghỉ ngơi. Thời gian này dường như bản mệnh không thể nhờ ai giúp đỡ cho mình việc gì, mọi việc phải tự mình xoay sở, vì bản thân phải tự lo cho bản thân mình. Về cuộc sống cũng là lúc tuổi Mậu Tuất thấy bản thân có cơ hội trưởng thành trong thời gian ngắn, không những thế, càng vất vả bôn ba, xông xáo, thì thu hoạch càng lớn, tiền bạc vì thế mà ngày càng dồi dào, bạn có thể mua sắm những món đồ mình thích mà không phải lo nghĩ nhiều như trước đây. Dưỡng nhập mệnh cho thấy bản mệnh giỏi giao tiếp và điều này trở thành lợi thế của bạn, nhờ đó mà có thể thuyết phục được khách hàng của mình tin tưởng. Thế nên, tuy thời gian này có mệt mỏi, căng thẳng, nhưng bù lại là thành tích đạt được khá đáng kể. Trong chuyện tình cảm, bản mệnh cũng xác định được rõ ràng vấn đề để xử lý, do đó nếu có mâu thuẫn thì mọi thứ được giải quyết êm đẹp, không có gì phải lo nghĩ. Tuy nhiên, ảnh hưởng của thiên nguyệt hung tinh nên khi có chút thời gian rảnh, bản mệnh lại có cảm giác cô đơn. Sự lo lắng không tìm được niềm vui riêng cho cuộc sống của mình khiến bạn dễ gặp vấn đề liên quan tới sức khỏe, cơ thể yếu nhược, ốm đau, bệnh tật. Về phương diện sự nghiệp, người tuổi Mậu Tuất tháng mới dồi dào năng lượng, bạn sẵn sàng chấp nhận cả những thử thách khó khăn, chịu khó đi xa để tìm kiếm cơ hội, được học hỏi và có thể phát triển các kỹ năng khác của mình. May mắn là bản mệnh tự tin để thể hiện năng lực của mình, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao phó và sớm có được thành tích như ý. Những phần thưởng nho nhỏ cũng giúp cho con giáp tuổi Mậu Tuất cảm thấy tự tin và có thêm động lực để cố gắng. Bạn sẵn sàng hy sinh thời gian giải trí của mình để tập trung làm việc. Nỗ lực của bạn sẽ khiến nhiều người phải nể phục, thế nên họ sẵn sàng hỗ trợ bạn khi cần. Nhiều người tuổi này còn nhận được sự giúp đỡ từ các đồng nghiệp xung quanh, nên sự nghiệp của bạn sẽ có những tiến triển vượt bậc, quý nhân sẽ xuất hiện để cho bạn những lời khuyên và hướng dẫn kịp thời nhất. Về phương diện tài lộc, tử vi tháng 11 2023 âm lịch, dự báo thiên tài ghé thăm, cho thấy tình hình tài chính thực sự là điểm sáng của tuổi Mậu Tuất trong tháng này, như là cách để bù đắp cho vất vả, mệt nhọc của bản mệnh trong suốt thời gian qua. Nhìn chung, từ nghề chính cho tới nghề phụ của tuổi Mậu Tuất giúp cho tiền kiếm được trong cả tháng cũng rất dồi dào, đầu tư dễ dàng kiếm lợi nhuận.
có ích cho tình hình tài chính của bạn tăng trưởng. Nếu muốn mua một món đồ xa xỉ nào, thì với điều kiện tài chính của bạn, có thể đáp ứng thoải mái. Tuy nhiên, không phải khi nào mọi thứ cũng thuận lợi, thành công ở hiện tại không đảm bảo cho thành công ở tương lai. Thế nên khi có tiền tuổi Mậu Tuất được khuyên rằng nên để ra một phần cho việc tiết kiệm, tránh việc lãng phí, mua sắm thiếu kiểm soát sau này lại hối hận. Hơn nữa, nếu ai đang cần tư vấn về chuyện tiền nong, kế hoạch phân bổ tiền bạc, hãy nhờ tới những người có kinh nghiệm, hứa hẹn sẽ có những bậc cao nhân hướng dẫn đầu tư, giúp bạn thoát khỏi nhiều cạm bẫy, giúp cho thu nhập của bạn không chỉ trong tháng 11 mà còn trong những tháng tới cũng rất lý tưởng. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Xem tử vi tháng 11/2023 của 12 con giáp âm lịch, trong chuyện tình cảm tuổi Mậu Tuất sẽ có thái độ rất đúng mực, thế nên nếu người ấy hiểu ý thì mọi việc sẽ rất thuận lợi. Ngược lại, nếu người ta thể hiện một thái độ nào không phù hợp thì bạn sẽ thẳng thắn đối thoại. Ngũ hành xung khắc dự báo, có những xung đột trong suy nghĩ và hành động của người tuổi Mậu Tuất và một nửa của mình, tình hình căng thẳng đang ngày càng leo thang theo thời gian, từ đầu tháng tới cuối tháng, thế nên con giáp tuổi Mậu Tuất, thay vì đối đầu, thì hãy tìm cách để dung hòa mọi chuyện từ sớm. Đó là cách để giảm bớt hậu quả do những căng thẳng gây ra, có những chuyện bạn cần phải học cách thích nghi hơn là cố vạch lá tìm sâu. Nhất là những khi hai người bận rộn còn xảy ra trường hợp xa mặt cách lòng, không ai chịu hiểu cho ai, vừa mâu thuẫn lại xa cách mà không được hóa giải ngay, sẽ càng có nguy cơ rắc rối lớn hơn. Về phương diện sức khỏe. Về phương diện sức khỏe, ảnh hưởng của dịch mã trong tháng này không nhỏ, nên con giáp tuổi Mậu Tuất không thận trọng, có thể phải nhập viện vì hao kiệt sức lực, bản mệnh không chỉ chịu áp lực trong công việc mà còn khá vất vả về thể xác. Hơn nữa, thời tiết lạnh nên việc bản mệnh dễ bị cảm lạnh nhưng vẫn phải tiếp tục làm việc nên không thể hồi phục nhanh được, thường xuyên di chuyển ăn uống và thiếu ngủ, có thể gây ra các tình trạng khác nhau mà bạn khó kiểm soát được, do đó bạn nên học cách sắp xếp thời gian để có những quãng ngủ và nghỉ cần thiết cho mình. Trước khi quay lại guồng quay công việc, nếu có thể, hãy nhờ người sắp xếp lịch trình và nhắc lịch để những thời gian còn lại bạn hoàn toàn được nghỉ ngơi. Tiếp theo là tử vi từng tuần tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, trong tháng 11 âm lịch năm 2023. Tử vi tuần 1. Thiên Đức đem tới cho Mậu Tuất tuần đầu tiên của tháng 11 đầy hy vọng trên con đường sự nghiệp, công danh của mình. Dường như những hy sinh của bạn đã được trời xanh nhìn thấu rồi, bạn thong thả làm việc và niềm nở đón nhận mọi thử thách tìm đến mình, ngã thì đứng dậy làm lại. Bạn không sợ hãi sự thất bại, chính tinh thần này giúp ngày càng thành công hơn trong công việc và cũng thu hút nhiều quý nhân đến với mình. Thời gian giữa tuần con giáp này làm gì cũng thuận lợi trăm bề, nhưng do ảnh hưởng của tương xung nên hai ngày đầu tuần, bạn cần cẩn thận kẻo hao tài tốn của vì những chuyện không đáng, như vi phạm luật giao thông, mua hàng bị chặt chém, chiêu đãi bạn bè. May mắn là càng về cuối tuần thì công việc chính càng đem lại cho bạn nhiều thu nhập hơn. Mậu Tuất đang dần quan tâm cảm giác của bản thân hơn là đón ý lấy lòng người khác, cách nghĩ của mình quan trọng hơn, bạn bơ đi mà sống và thấy nhẹ đầu hơn hẳn. Trong các mối quan hệ xã giao thường ngày, nếu cảm thấy không có ai quan trọng thì cứ việc hạn chế liên lạc và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn nữa. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc các tường: xanh dương, bạch kim, quý nhân phù trợ, Tý, Tuất, Hợi. Con số may mắn: nam 48, 53, 86, nữ 2, 96, 25, 77. Tử vi tuần 2. Người Mậu Tuất may mắn trong tuần này nhờ sự ảnh hưởng tích cực từ các tinh tử vi, miễn là bạn tin vào năng lực của bản thân thì không có gì có thể quật ngã được bạn. Bằng cách học hỏi không ngừng để nâng tầm giá trị mình lên, bạn ngày càng tiến bộ hơn trong công việc và được nhiều người hỗ trợ. Tuần mới tốt cho những việc như ký kết hợp đồng, hợp tác làm ăn, tuyển nhân viên mới hoặc sửa sang cửa hàng. Nếu làm tự do thì bạn sẽ được quý nhân chỉ đường dẫn lối vào lúc bế tắc nhất. Người làm kinh doanh, buôn bán sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền, làm giàu hơn nhờ có thực thần xuất hiện trong tuần. Lộc lá về với Mậu Tuất là do bạn suy nghĩ thoáng, không bi quan, hay động viên những người xung quanh. Nhờ thế nếu bạn có lộc ơn trên ban xuống, không cần cầu vẫn có, người vượt qua bao cơn bạo bệnh sẽ cảm thấy khỏe mạnh sống sót là hạnh phúc lớn nhất. Chuyện tình cảm đôi lứa không còn quá quan trọng nữa, nhiều người đóng vai trò là trụ cột của gia đình và bạn đang làm tốt vai trò đó. Bóng hình của bạn xuất hiện trong ngôi nhà chính là ngọn đèn soi sáng cho người thân bước tiếp. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp
5 sao, tài lộc, 5 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 4 sao, giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, xám, đỏ, quý nhân phù trợ, Hợi, Dần, Mùi, con số may mắn, nam, 4, 18, 85, 36, nữ, 2, 04, 53, 18. Tử vi tuần 3. Dẫu con giáp này bị mất mát ít nhiều do ảnh hưởng của hung tinh tiểu hao, nhưng không đáng kể, sự tương trợ từ thiên vu cát tinh sẽ giúp bạn đạt được nhiều thành tựu mới trong tuần này. Người thông minh, đầu óc linh hoạt, có tài ăn nói như tuổi Mậu Tuất sẽ không ngại ngần thay đổi trong công việc, càng ngày càng biết cách thích nghi với những kiến thức mới và khiến sếp phải bất ngờ khi nghĩ rằng cơ hội đang mở ra trước mắt, bản mệnh hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình. Đầu tuần, bạn nên chú ý đến ví tiền, trông coi nhà cửa, của cải cẩn thận, kẻo bị kẻ gian lấy trộm mất, có thể là chuyện không may bất ngờ xảy ra, nhưng cũng có thể là do sai lầm của chính bạn nên phải trả giá bằng tiền bạc, đừng chủ quan và hạn chế cho người già hoặc trẻ con trông coi nhà cửa, cửa hàng một mình. Mậu Tuất xứng đáng một cuộc sống vui vẻ nên hãy tha thứ cho bản thân và những người khác, chuyện gì cho qua được thì cho qua, quên được thì quên cho nhẹ đầu, nếu cảm thấy mệt mỏi quá thì nên tâm sự với người thân, họ sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều, đừng nghĩ họ không quan tâm đến bạn. Các chỉ số trong tuần, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, cam, nâu, quý nhân phù trợ, Dần, Mão, Thân, con số may mắn, nam, 1, 96, 08, 46, nữ, 5, 33, 67, 21. Tử vi tuần 4. Thái âm xuất hiện, đem tới một tuần nhiều thuận lợi cho tuổi Mậu Tuất, nhưng nữ mệnh sẽ tốt hơn nam mệnh, tuy nhiên nhắc nhở con giáp này, đừng tự làm khó mình, hãy suy nghĩ thoáng ra. Tuần này con đường sự nghiệp của người tuổi Mậu Tuất có hung cát đan xen, chính vì vậy mà bạn không được phép chủ quan, lơ là để xảy ra những sự cố đáng tiếc. Đồng thời đương số cũng nên tinh tế hơn trong các cuộc nói chuyện với khách hàng, đồng nghiệp vì họ chính là quý nhân của bạn trong thời gian tới. Tiếc là phương diện tài lộc cũng chưa có nhiều tiến triển đáng kể, chỉ khi đến cuối tuần bạn mới nhận được lộc lá xứng đáng với công sức bản thân bỏ ra. Hãy chăm chỉ cày cuốc và làm chủ kinh tế của bản thân, không dựa dẫm vào bất cứ ai, nhất là các bạn nữ, khi đó thì may mắn sẽ bao quanh bạn. Cuối tuần có tin vui về tình cảm, nhờ tam hợp cục soi sáng, bạn làm quen được nhiều người mới tốt bụng và thường xuyên có những buổi hẹn hò ngọt ngào. Trong tình yêu nếu từng bị thất vọng, tuổi Mậu Tuất cũng đừng nản lòng mất niềm tin và hãy cho trái tim của bạn có được cơ hội được yêu thêm lần nữa nhé. Các chỉ số trong tuần, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, tím, hồng, quý nhân phù trợ, Sửu, Ngọ, Mùi, con số may mắn, nam, 60, 8, 17, 78, nữ, 99, 52, 38, 89. Cẩm nang vượng vận giúp người tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, trong tháng 11 này, nếu muốn đại lộc ngưng tụ, sự nghiệp hanh thông. Tuổi Mậu Tuất hợp hướng nào thu hút may mắn, chọn được nhà đẹp và hướng nhà hợp phong thủy không hề dễ dàng. Nếu chọn đúng hướng sẽ giúp gia chủ thu hút nhiều may mắn và tránh đi nhiều điều xấu. Vậy gia chủ tuổi Mậu Tuất nên xây nhà hoặc mua nhà hướng nào để thu hút nhiều may mắn? Nam Mậu Tuất hợp hướng nào? Nam tuổi Mậu Tuất hành thuộc Tây tứ mệnh, hành kim cung càn, nên chọn nhà theo một trong bốn hướng sau: hướng Tây Nam, diên niên, mọi sự ổn định trong gia đình và tình cảm, gặp bệnh thì nhanh khỏe, sức khỏe dồi dào; hướng Tây, sinh khí, thu hút nhiều phúc lộc, tiền tài, sự nghiệp thành công, con cái thông minh, tài giỏi; hướng Tây Bắc, phục vị, công việc thăng tiến, nhiều quý nhân giúp đỡ, đem lại nhiều điều phát triển của bản thân; hướng Đông Bắc, thiên y, sức khỏe ổn định, gia đình hòa thuận, nhiều điều may mắn cho gia đình. Nữ Mậu Tuất hợp hướng nào? Khác với nam giới tuổi Mậu Tuất, gia chủ nữ tuổi Mậu Tuất cung ly, hành hỏa, thuộc Đông tứ mệnh, nên hướng làm nhà phù hợp sẽ là các hướng tốt sau: hướng Nam phục vị, củng cố sức mạnh tinh thần, thi cử đỗ đạt, mang lại tiến bộ của bản thân; hướng Đông Nam, thiên y, gia đình và tình yêu hòa thuận hạnh phúc, sức khỏe được cải thiện; hướng Đông, sinh khí, đem lại nhiều tài lộc, phúc lộc, cuộc sống an khang thịnh vượng; hướng Bắc, diên niên, mối quan hệ gia đình hòa bình, ổn định, vượt qua mọi bệnh tật, sức khỏe cải thiện. Hướng kỵ nên tránh với người tuổi Mậu Tuất, chọn hướng nhà tốt sẽ đem lại nhiều may mắn và tài lộc cho gia chủ, nhưng chẳng may phạm phải các hướng xấu,
sẽ có thể gặp điều không tốt trong cuộc sống và sự nghiệp. Gia chủ Mậu Tuất cần quan tâm tới những hướng kỵ nên tránh dưới đây. Hướng kỵ với nam giới tuổi Mậu Tuất. Nam tuổi Mậu Tuất thuộc Tây tứ mệnh, hành kim cung càn, do đó cần tránh các hướng xấu sau. Hướng Tây Bắc, chết chóc hay tuyệt mệnh, thất thu, cãi lộn, mất việc làm. Hướng Đông Nam, họa hại, gặp nhiều thị phi, tai tiếng, gia đình xáo trộn, chia rẽ, dễ mất của cải. Hướng Đông, ngũ quỷ, công việc không thành, mất việc làm, mang tới nhiều bệnh tật, có thể mất mạng. Hướng Bắc, lục sát trục trặc trong quan hệ tình cảm, gia đình gặp nhiều kiện tụng thị phi. Hướng kỵ với nữ giới tuổi Mậu Tuất. Nữ tuổi Mậu Tuất cung ly, hành hỏa thuộc Đông tứ mệnh, do đó các hướng xấu cần tránh. Là hướng Tây Nam, lục sát, trục trặc trong quan hệ tình cảm và gia đình, gặp nhiều thị phi, kiện tụng. Hướng Tây ngũ quỷ, công việc trục trặc, mất nhiều nguồn thu trong cuộc sống, cẩn thận tai nạn mất mạng. Hướng Tây Bắc tuyệt mệnh, gia đình phá sản, con cái thất nghiệp, mang nhiều bệnh tật, hiểm nguy đến tính mạng. Hướng Đông Bắc, họa hại, đem tới nhiều điều xấu, gặp nhiều thị phi, tai tiếng trong cuộc sống. Cách khắc phục hướng nhà không hợp tuổi Mậu Tuất, hóa giải bằng cách thay đổi hướng cửa chính. Hóa giải hướng nhà không hợp phong thủy tốt nhất là thay đổi hướng cửa chính sang hướng tốt. Điều này giúp ngôi nhà đón nhận vận khí tốt và hóa giải những xui rủi khi phạm phải hướng nhà không hợp phong thủy. Nếu việc đổi hướng cửa chính khó khăn, có thể xây thêm cửa phụ và sử dụng thường xuyên để giảm những năng lượng xấu. Phương pháp này có thể giúp cải thiện phong thủy nhà ở mà không tốn kém nhiều chi phí và thời gian. Thường xuyên sử dụng cửa phụ hơn sẽ có thể giúp nguồn năng lượng xấu điều hướng đi ra khỏi căn nhà, ngăn chặn các vận khí xấu xâm nhập. Điều này được cho là phương pháp hiệu quả nhất với chủ nhà tuổi Mậu Tuất. Hóa giải bằng vật phẩm phong thủy. Để hóa giải hướng nhà không phù hợp với tuổi Mậu Tuất, gia chủ có thể sử dụng các đồ vật phong thủy, không chỉ có tác dụng thu hút may mắn và năng lượng tốt, mà còn giúp hóa giải những ảnh hưởng xấu khi phạm phải hướng nhà không hợp tuổi. Dưới đây là một số vật phẩm phong thủy để hóa giải hướng xấu. Sử dụng đá phong thủy. Đá phong thủy là một loại đá được sử dụng rộng rãi trong phong thủy. Đá phong thủy là một loại đá tự nhiên được sử dụng trong phong thủy để hóa giải năng lượng xấu và thu hút năng lượng tích cực. Các loại đá phong thủy phổ biến bao gồm đá mã não, đá thạch anh hồng, đá thạch anh tím, đá hắc ngà, đá ngọc bích và nhiều loại đá khác. Sử dụng gương bát quái. Gương bát quái là một vật phẩm phong thủy quan trọng được sử dụng để hóa giải năng lượng xấu và cân bằng âm dương trong không gian sống. Gương bát quái thường có hình dạng tròn và được chia làm 8 phần bằng nhau, mỗi phần tượng trưng cho một hướng của không gian: Tây, Đông, Nam, Bắc, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, Đông Nam. Gia chủ có thể sử dụng gương bát quái để trước cửa nhà để tránh hết vận khí xấu vào ngôi nhà. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023 của tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.